Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành là làm một cái video thanh lý các bạn nhé, với những sản phẩm như sau. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Bao gồm là hai cái chiếc máy Realme C51 này, một cái combo bàn phím và chuột luôn các bạn nhé. Nó nằm sẵn hết bên trong hộp như thế này của Acer. Đây là Tub Gaming Combo, bao gồm là một con chuột M3 và một cái bàn phím K1 như thế này. Đấy, thì mình thấy là giá trên thị trường, đầu tiên là mình nói về con Realme C51 này, giá của nó đang rơi vào tầm khoảng là 3.8-4 triệu đồng. Thì với một cái chiếc máy nguyên siêu mình đang có ở đây, mình sẽ để mức giá chỉ là khoảng 3 triệu thôi các bạn nhé. 3 triệu cho một cái chiếc máy mới Realme C51 nguyên siêu như thế này. Đó, còn bảo hành chính hãng, chưa kích hoạt gì cả. Và một chiếc máy Realme C51 đã bóc siêu, nói chung là dùng để mà review quay video sơ vậy các bạn à. Hình thức vẫn là như mới luôn, thì nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng là còn 2.7 triệu thay vì là 3 triệu như là con mới nguyên siêu như thế này. Còn cái bộ bàn phím ở đây, cái bộ bàn phím này là bộ bàn phím của Acer, như mình đã nói là bàn phím K1 và con chuột M3 này, giá trên thị trường bây giờ nó rơi vào tầm khoảng là từ 1.2-1.3 triệu, thì mình để nửa giá thôi, khoảng 700 nghìn cho cái combo như thế này các bạn nhé. Bàn phím là có LED lủng cái thứ này kia, Aurora cực kỳ đầy đủ luôn. Đấy, một cái bộ bàn phím như thế này 700 nghìn thì các bạn vừa có một con chuột chất lượng và vừa có một cái bàn phím đến từ thương hiệu Acer rồi. Và cuối cùng đó chính là một cái chiếc máy iPhone 13 Pro. Chiếc máy này thì mình đã sử dụng được 1 năm rồi các bạn nhé. Vào thời điểm mình mua mới thì nó rơi vào khoảng là 25 triệu, đây là máy mới nguyên siêu luôn. Và bây giờ thì mình sẽ để lại cho các bạn mức giá là tầm khoảng 15 triệu các bạn nhé. Bạn nào nhiệt tình thì mình sẽ bớt thêm nữa để mà chốt được em này. Mức giá của chiếc iPhone 13 Pro này đang được bán trên thị trường, nó rơi vào tầm khoảng là 16.7-17 triệu. Đấy, với phiên bản bộ nhớ là 128GB, hình thức thì 99%. Nói chung chiếc máy này mình dùng là mình tự tin khẳng định là chưa bao giờ rơi một lần nào cả. Những cái chi tiết trên này thì nó gần như là như mới hết cả. Chỉ có điều là ở phần cắm sạc thì hay cắm sạc thì nó sẽ xuất hiện một vài cái vết xước dăm thôi. Còn lại mọi thứ thì nó gần như là mới, cường lực thì mua về là dán từ đó đến giờ luôn, chứ không có chuyện mà dùng trần các bạn nha. Cho nên các bạn yên tâm là hình thức nó như mới. Pin còn lại là 86%. Đấy, pin còn lại 86%. Nói chung là dùng với những cái tác vụ bình thường, thường ngày chơi không chơi game thì nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng là đủ để một ngày làm việc. Đấy, tối về thì các bạn mới cắm sạc thôi. Với một cái chiếc iPhone 13 Pro như thế này đã được cập nhật lên iOS 17 mới nhất các bạn nhé. Mọi chức năng hoạt động đều rất là bình thường, không có bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà thôi, mình nghĩ lại rồi, mình sẽ không bán cái chiếc iPhone 13 Pro này với mức giá là 15 triệu nữa, mà thay vào đó là 14 triệu rưỡi các bạn nhé. Đấy, 14 triệu rưỡi cho một chiếc iPhone 13 Pro như thế này. Giá thị trường người ta đang bán, pin nó cũng dao động là từ 84-89% như thế, nó rơi vào tầm khoảng là 16.7-17 triệu. Thì đối với lại cái chiếc iPhone 13 Pro chính hãng VNA mình đang bán ở đây, quốc tế các bạn nhé, là nó sẽ có mức giá là tầm khoảng 14 triệu rưỡi. Đấy, một cái mức giá mà mình nghĩ là không thể nào tốt hơn được. Mình đã có thử là đi xem những cái giá sàn, không phải là xem những cái nơi mà họ bán, cửa hàng bán đâu, mà là những cái nơi mà kiểu như chợ tốt đồ ấy. Thì mình xem rằng là với một cái mức giá sàn của iPhone 13 Pro ở thời điểm hiện tại, nó rơi vào tầm khoảng là từ 15-15.5 triệu tùy theo hình thức. Đấy là không bán qua cửa hàng, còn bán về cửa hàng thì nó lên tới là tầm khoảng 16.7-17 triệu. Như vậy là các bạn đã có thể là tiết kiệm hơn nếu như khi mua tại cửa hàng là khoảng 2.5 triệu như thế. Đấy, thậm chí có thể là 3 triệu tùy nơi bán mà. Thì đây là một cái khoản mà mình thấy là rất hợp lý rồi. Còn cái chiếc máy này thì mình tự tin khẳng định là các bạn mua về là các bạn chỉ có dùng thôi. Chắc chắn là nguyên zin từ đầu đến cuối, chưa tháo ra, chưa sửa chữa, chưa rơi nước lần nào. Đấy, nên là cứ yên tâm 100%, máy mình có sao nói vậy. Chứ không có cái chuyện mà kiểu máy dựng hay là máy lỗi gì đó đem lên bán cho các bạn đâu. Mình bán luôn luôn hàng rất là chất lượng, mình bán trên kênh mình cũng cực kỳ nhiều rồi. Tổng kết lại những sản phẩm có trong video ngày hôm nay này, bao gồm là một con Realme C51 mới nguyên siêu, giá 3 triệu các bạn nhé. Tiết kiệm hơn khoảng là gần 1 triệu so với lại chính hãng đang bán. Đấy, rồi là một cái chiếc máy Realme C51 đã bóc siêu thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 300 nghìn, khoảng 2.7 triệu so với lại con Realme C51 nguyên siêu này. Rồi là một bộ combo bàn phím đấy của Acer đây, Tub Gaming Combo, nó bao gồm là một cái bàn phím K1 này. K1 mình thấy là trên thị trường bây giờ nó đang bán rơi vào tầm khoảng là 900 cho cái bàn phím này, và con chuột M3 này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là
400. Như vậy là kết hợp cộng lại nó rơi vào tầm khoảng là 1.3 triệu đấy các bạn à. Thì mức giá mình có cho cái bộ bàn phím này chỉ là khoảng 700.000 thôi. Đấy, giá rẻ hơn một nửa rồi. Đó, và một chiếc iPhone 13 Pro với mức giá nó sẽ rơi vào khoảng là 14 triệu rưỡi. Ban đầu mình định bán 15 triệu nhưng mà nói như thế thì nó cũng gọi là không có gì quá là đặc sắc, nên là mình để là 14 triệu rưỡi thôi. Rẻ hơn so với lại các bên khác đang bán rơi vào tầm khoảng là 2 triệu rưỡi đó các bạn à. Máy mới đẹp cái thứ này kia, không có gì để mà lo cả. Chất lượng thì mình tự tin khẳng định luôn cho các bạn kiểm tra xem xét thoải mái. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video. Xin chào và hẹn gặp lại.